Dạ vâng, em Tuấn ô tô cũ Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý chị bạn. Chào mừng toàn thể quý chị bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ em Tuấn Tư Phong. Vâng, tiếp tục ngày hôm nay thì mình lên sóng quay cho quý chị bạn mẫu xe gọi là tham khảo, mẫu gọi là che nắng che mưa, mẫu xe tập lái đây. Mặt cửa tiền chỉ có hơn 150 triệu chút thôi. Đấy thì trước mắt quý chị bạn đây là mẫu xe gọi là thương hiệu quốc dân, đó là chiếc Toyota Vios được sản xuất năm 2005 bản G xịn. Cái bản G xịn này thì những thời năm 2005 thì chắc chắn là xe gia đình rồi, không có hề có chút taxi dịch vụ gì cả. Và bản G khác với bản E, bản limo những cái năm đời 2005 nó có hệ thống phanh đĩa bốn bánh này, cũng như là la răng đúc này, gạt mưa ba nấc này và một số cái option khác nữa. Đấy. Nói chung là nó rất nhiều và những cái này tất cả cái này có thể đỗ được. Đấy. Mà em báo chuẩn cho các bác là em này em G xịn đấy, cam kết các bác luôn. Sai đâu thì bên em chịu trách nhiệm đấy. Như quý anh chị bạn có thể quan sát là cái phần tôn vỏ em này mang nước sơn màu bạc này, cũng ngà ngà tí ánh vàng. Rất đẹp luôn, tất cả hệ thống đèn chiếu sáng chính này vẫn là đèn halogen này, tương đối là mắt đèn tương đối trong. Và hiện tại em nó mang biển Hà Tĩnh này, 38058890. Đấy, hệ thống la răng đúc nguyên bản theo xe này. Và phanh đĩa bốn bánh luôn quý anh chị bạn nhé. Phanh đĩa bốn bánh này người ta cũng có thể độ được. Đấy. Thì cái bản này, E, bản G của dòng này nó rất là giống nhau và độ nó cũng lên được full đồ luôn, không khác gì nhau. Như quý anh chị bạn đã quan sát được thân vỏ bên ngoài em nó đây, cánh cửa đóng rất là khít, đường gân xe còn nguyên zin, cái phần đuôi này cũng chưa méo mó xô lệch gì cả. Bản này trang bị đầy đủ cả hệ thống camera lùi. Đấy, thì chắc chắn cái màn hình giải trí của nó đâu đó cũng phải màn hình FP5. Cái màn hình FP5 thì nó tích hợp với cả cổng nối USB cũng như là thẻ nhớ và Bluetooth. Đấy. Em này nhìn xa xa đâu đó thì cái phần keo chỉ cua lốp nó vẫn còn nguyên zin quý chị bạn nhé. Cái đường keo chỉ cua lốp vẫn còn nguyên zin này. Còn cua lốp này, cái lớp sơn gọi là lớp sơn rất là dày luôn, chống thấm chống an nghỉ rất là dày luôn. Nó bảo cả quản phần tôn bên trong là cực kỳ tốt. Đấy. 2005 đến giờ mà thì hiện tại chiếc xe này bên em đề xuất bán mình với giá chỉ có 168 triệu thôi, 168 triệu là bao rút hồ sơ quý anh chị bạn nhé. Hiện tại đăng kiểm em này thì dài tận tháng 7 năm 2022. Cái giá bên em giao bán thì thoải mái cho quý anh chị bạn thể cân đối và thương lượng. Đi qua sâu về phần khoang nội thất của em này một chút. Thì em này nó khoang nội thất còn giữ nguyên bộ ghế nỉ này. Những cái chỗ vàng ố kia là những cái vết đinh nó ghim. Đấy, lâu ngày thì nó gỉ cái than gỉ và nó bị vàng ố nó xuống cái ghế nỉ luôn. Ghế nỉ tương đối là sạch. Đấy, đẹp. Chỉ mỗi bên ghế lái nó bị bẩn bẩn một chút vàng vàng thôi. Nó hoàn toàn tương đối không được gì cả. Mặt tabli phải nói là nguyên bản này, chưa mất một phụ kiện gì cả. Đầy đủ luôn, cái lớp bao da là còn nguyên zin này, cả cái phần da này nữa này. Đó, rất đẹp luôn. Sơn xi được spa làm nét căng rồi quý anh chị bạn nhé. Keo chỉ của em nó đây. Keo chỉ của em nó đây. Đó, đời sâu thế thôi chứ không hề có hiện tượng va chạm đâm đụng gì cả quý anh chị bạn nhé. Nói chung là nó có va chạm phần xước xác, phần hông sườn bên ngoài thôi. Còn riêng cái phần đâm đụng mà chạm vào răng sắt xi thì bên em cam kết với quý anh chị bạn là cái vấn đề đấy nó hoàn toàn là không. Xe không đâm đụng, không gặp nước bằng văn bản giấy tờ quý chị bạn hoàn toàn yên tâm. Đấy. Ghế nỉ đằng sau đây rất là đẹp này. Cái bộ ghế nỉ dòng váy rất là đẹp. Các bác mà cẩn thận thì có thể bọc cho mình lớp ghế da vào để nó bảo quản phần nỉ bên trong. Nhìn thì cái ghế da nó dễ vệ sinh hơn. Đấy. Mặt tabli của cái phần cánh sau bên phụ này. Keo chỉ hoàn toàn nguyên zin, chưa mất phần nào cả. Cái mẫu xe này thì máy số cực kỳ lành luôn quý chị bạn. Mẫu xe này thì máy số cực kỳ lành luôn. Để kiểm tra chút gầm của em nó này. Gầm em nó này. Gầm từ 2005 đến giờ này chưa chỗ nào gồ ghề méo mó hay cong vênh gì cả. Gầm tương đối là sáng. Gầm tương đối là sáng luôn quý chị bạn nhé. Đây là nốt phần keo chỉ hai cánh lái cũng như cánh sau bên lái đây. Thứ nhất là đầu tiên là cánh sau bên lái này. Mọi thứ mặt tabli là quần zin nguyên bản theo xe. G xịn nên nó gương kính thì đều nó chỉnh điện hết, lên xuống kính chỉnh điện hết, keo chỉ này nguyên zin, chưa mất phần keo chỉ nào. Phần khoang nội thất là rất sạch sẽ rồi. Đấy. Cánh cửa đóng rất chắc tay. Đây mặt tabli bên cánh lái đây. Keo chỉ hoàn toàn nguyên zin nhé. Đấy. Mặt tabli này, mọi thứ đều còn nguyên bản theo xe, rất là ok. Em này hệ thống gương kính của nó chỉnh điện này. Kính chỉnh điện quý chị bạn nhé. Kính chỉnh điện này. Đấy. Tích hợp lên xuống kính auto này. Đấy, lên xuống kính auto, gương chỉnh điện. Đấy.
Em giờ em sẽ kiểm tra luôn phần khoang động cơ của em này cho quý chị bạn tham khảo luôn. Cái vô lăng của em này cực kỳ đẹp luôn. Vô lăng bản G xịn xe gia đình này cực kỳ đẹp luôn này. Đấy. Vô lăng gật gù quý chị bạn nhé. Đấy, bản G được hơn cái như thế này. Cái mặt táp lô của nó phải nói cực kỳ đẹp luôn. Theo bao nhiêu năm sử dụng thì nó chỉ có hao mòn được từng đấy thôi, chứ nó không hoàn toàn gọi là xước xác hay là nó mất phụ tùng phụ kiện nào cả. Đầy đủ luôn, ngon lành cành đào. Trần thì trần nỉ nguyên bản theo xe này. Đấy, trần nỉ nguyên bản theo xe. Mặt táp ly khoang nội thất thì cực kỳ là sạch sẽ. Đây cái màn hình giải trí đây thì nó là màn hình MP5, nó không có đĩa DVD, cũng như nó chỉ có cổng nối USB và Bluetooth thẻ nhớ thôi. Đấy, HD MP5 này. Khoang động cơ em này máy nổ tương đối ok đấy quý anh chị bạn nhá. Này 2.5 này có hiện tượng hao mòn, nhìn củ số đây. Đấy, củ số dường như nó là đầu chọc trơn rồi, chọc lóc rồi. Phần sần này, mặt táp lô này cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Cái máy em này nổ tương đối ok quý anh chị bạn nhá. Máy nổ tương đối là êm. Cái máy nổ tương đối là êm này, phần đầu răng mọi thứ này, lỗ tính toán lỗ cũng thẳng từng nhưng còn vo, chưa chỗ lỏng mốc méo cả. Ngay phần đầu tóc như thế này, tính toán còn nguyên zin này, thẳng tắp luôn, chưa chỗ lỏng cong vênh hay là gồ ghề gì cả. Phần đầu răng này lỗ tính toán lỗ cũng thẳng là tròn vo luôn, chưa hiện tượng va chạm đông đụng gì cả này, cũng ok nhá. Đầu răng bên lái đây, mọi thứ ổn áp, rất ổn áp luôn. Đấy, 205 giờ nắp capo chắc chắn ra rồi. Ít còn một quả zin lắm quý chị bạn nhá. Đây là phần đấy bản nhiệt của nó đây. Hao mòn nhưng mà làm nó. Chung tổng quan em này thì cực kỳ ok rồi. Mà một cái cửa đèn em bác mua về tập lái, chuyện nắng xe mưa hay đi lại mà kiếm một con máy số lành nành thì nên lựa chọn trước này. Đấy. Máy hoàn toàn khô ráo, không hiện tượng gì đâu gì cả. Không rất nghe, máy nổ, ít nào rung luôn. Dòng vai ớt nó nổ rất là êm luôn, không hiện tượng rung lắc gì luôn. Đấy. Quả nói cực kỳ ok. Cái máy này thôi. Cái máy đấy. Mặt bằng máy này. Bỏ ra rất là ok luôn. Vâng, và các bạn mà cảm thấy chiếc xe này đúng chân với mình, phù hợp với cửa tiền của mình và nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình mình thì hãy nhanh tay nhấc máy alo cho em theo số điện thoại cũng như Zalo của em 0389726738 các bác nhé, để làm việc trực tiếp giá cả cũng như là em cung cấp thông tin hình ảnh góc cạnh chiếc này xe này cho quý chị bạn tham khảo. Vâng, và bác nào mà xem qua video của em hãy để cho em một lượt đăng ký, bật chuông thông báo để em liên tục cập nhật tất cả mẫu xe mới về trong ngày. Hiện tại địa chỉ của em là chợ Tô miền Bắc, km 47, Quang Trung, An Lão, Hải Phòng. Đấy, các bác đến bên em còn rất nhiều đầu xe quý chị bạn thoải mái mà lựa chọn. Đấy. Thì một lần nữa thì cảm ơn toàn thể quý anh chị bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại quý anh chị bạn các bạn ở video khác ạ. Vâng, một lần nữa thì cảm ơn toàn thể quý anh chị bạn ạ.